Anh chim hùn anh đang tưới nước cho cây, chắc hấp sâu hay sao. Chồng đang làm gì á? Bắt sâu. Bắt sâu. Trời ơi, nay bắt sâu luôn kinh. Hồi nay bắt sâu cây ớt. Cây ớt đi đồng muốn. Nay ăn gì ta? Cuối cuốn nha. Mùi ớt. Cuối cuốn nha. Gỏi cuốn nhé. Ừ, nay ăn gỏi cuốn luôn kinh. Nó quả năm xanh một coi á. Để quả năm xanh một coi á. Ai thích xây vô. Gỏi cuốn mạnh tay ra cho kê. Không mồi á. Cái ớt cái chuyện nó lớn nhanh ghê mọi người ơi. Bây giờ Kiều sẽ làm nước mắm. Đây là đường. Bỏ chanh vô trước. Nước chanh. Bỏ xíu nước vô. Nước ấm này là kiểu làm nước ấm. Cho nó tan đường cái kiểu bỏ nước mắm vô. Vừa ăn rồi đó, xong cái kiểu bỏ tỏi với lại ớt vô cuối cùng. Nó sẽ nổi lên. Đẹp ơi là đẹp luôn. Tên tên. Xong chén nước mắm. Bây giờ Kiều sẽ bắt đầu cuốn gỏi cuốn. Cái cuốn gỏi cuốn của Kiều là có tôm nè. Tôm nè, tàu hũ chiên nè, thịt luộc nè, dưa leo nè, hẹ nè. Rồi cả xà lách Kiều mới hái vô nè, bún nè. Cái này nước, bánh chén. Bánh chén cái này là ở Hàn Quốc nó bán á mọi người. Đó, giờ Kiều sẽ nhúng nước. Nhúng nước bánh chén. Bỏ bún vô. À, bỏ gà xà lách vô trước. Vô, bún. Dưa leo. Đó, Kiều bỏ cái này vô trước nha. Gói hai bên lại. Bánh chén nhỏ xíu rồi mọi người. Bánh chén ở hàng bán nhỏ xíu rồi. Đó, Kiều cuốn một vòng. Xong cái bỏ hẹ vô. Xong cái bỏ con tôm vô. Bỏ miếng thịt vô. Tinh tinh. Xong. Ngắt cái miếng này à. Đây. Đã hoàn thành cái gỏi cuốn bé bé xinh xinh của Kiều rồi nè mọi người ơi. Đó. Tiếp theo Kiều sẽ nhúng nước làm cái cuốn tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Kiều Cuộc Sống ở Hàn Quốc nha. Hôm nay hai vợ chồng Kiều sẽ ăn gỏi cuốn chấm với lại nước mắm chua ngọt. Cái này là gì? Gỏi cuốn. Trời ơi, trời ơi, giỏi ta. Maskenseo. Mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Một coi vô. Mạnh như một coi vô. Chấm với nước mắm chua ngọt. Trời ơi, chấm ngập luôn á mọi người. À chứ chưa ăn nữa. Dạ hả? Oh my god. Trời ơi, ngon ngốn nguyên cuốn này hết trơn luôn.
ở béo. Ngon. Ô wow. Ngon. Ôi chua ừ. nè. Nó xuống. Nó xuống mà mệt rồi. Ngon không? Ngon. Ngon. Thêm nước mắm chua ngọt ngon mọi người. Cái sự mà xưa. Lấy cái muỗng đang húp nước mắm. Ngon không? Ngon. Ôi trời ơi, ghê thiệt. Ăn mà chấm là ăn nguyên gỏi luôn. Cắn từng miếng thôi chú cũng xích một cô. Đi kêu một cô khen sao nó. Ai sợ. Wow. Chả phái là phái rồi. Đâu. Không phái mới sợ. Món gỏi cuốn ai cũng mê. 한번더먹으려면 이거 소스많이묻혀 소스많이하고 chấm nước mắm mà ngọt luôn. Ghê thiệt. Ôi cu trời ơi. Ghê thiệt. Nước mắm công nhận ngon thật. Chấm ngập thì chấm ngập được chứ húp không chấm húp đâu. Một ba chiếc cơ thô mã đi một cái hành xuyên lên về ý kê một cô một thề mày ngon quá quá ngon luôn. Món một trong những món ăn vặt thần thánh của ở Việt Nam đúng không mọi người? Gỏi cuốn nè, hộp vịt lộn nè, hộp gà nướng nè. Chú không biết một con. Ồ, ngon quá. Này muốn ăn gỏi cuốn là có ăn liền. Trời ơi. Quá trời chiều luôn rồi đúng không mọi người? Ok. Gỏi cuốn một con xịp vui không? Cùng ba gỏi cuốn mình tôi ra chị. Dạy trên trang ảnh nhé. Trông mất sống. Diễm까지 먹은 거의 공 중에 최고야. 최고야? 파이 아 파이 아 파이 chảy nước miếng ăn quá trời. Ba chạy một con đi ca nã tôi hẹn bóc đi. Mình làm mà có người ăn ngon miệng mình cũng cảm thấy vui nữa, thiệt á. Làm công kỹ mình làm từng chút cho chả mà chả ăn ngon miệng gì cũng cảm thấy hạnh phúc luôn mọi người. Opa, chả một con đi cơ. Nà nào ngon, chua, hay bốc hết. Nó맛있네. 맛있어 빨리 먹어야지. Cái này là hầu như mọi người đều ăn được. Nguyên một cái gỏi như vậy là đầy đủ chất dinh dưỡng. Có bún nè, tinh bột có đầy đủ nè. Thịt nè, tôm nè, rau nè. Ừ, gọi hành kia chút phong hành hôm nay dẫn dân che thảo thảo chung quân này rồi. Karu tu iso, karu kutsu. Kutsu tu iso, cheo tu iso, tubu, oi, changju. Chúi, thảo xin đi gọi dẫn dân kia bu chút hay bu chung quân hay chị. Vậy? 나도
이거 먹. Nước mắm công nhận ngon thiệt, nước mắm chung à. Nước mắm này chan với lại bún khô ăn cũng ngon mọi người. Chị bỏ ớt nhiều lắm. Ít hơi có chua mặn đi nọ đi ta. Ừ. 근데 요즘에 맛있는 거 너무 많이 줘서 다이어트 못해. 응? 맛있는 거 너무 많이 해서 다이어트 못해. 배 나와. 뭐 나와? 배. 자, 너 cấp này kiều làm món ngon cho trẻ nhiều quá, cái bụng bự à, mập lên. Mày lên một cái rồi. Cảnh lắm à. 맛있겠대. 맨 아까도 돼. 근데 운동해야 돼. 맨 아까 하면 안 이뻐 아니야. 나 안 좋아 아니야. 그냥 건강 좋아요. 많이 먹어도 돼. 운동하면 건강 더 힘내요. 운동. 그 nói mập một chút cũng không sao, bụng bự một chút cũng không sao. Không phải là kiểu chơi xấu đâu, nhưng mà ăn nhiều cũng được mà phải tập thể dục mới được. Ăn nhiều tập thể dục biết sao mọi người, bụng bự ra mập ra nó sinh ra nhiều chứng bệnh lắm, khổ mình chứ khổ ai, đúng không? Bệnh ra không phải là đẹp xấu gì, chủ yếu là phải khỏe mạnh mới được, có sức khỏe mới có tất cả. Con càng học sinh viên thà hạnh phúc rồi, con càng học sinh viên mang nhất về tuân mãn đi tô một số. Trời trời, hút nước miếng, nước mắm luôn á. Ây cu. Trời. Bên thương nam sẽ ra mặt chứ. Ây cu. Ghê thiệt. Nước mắm thằng chả hút như đúng rồi vậy mọi người ơi. Ôi ôi sư phụ. Giỏi giỏi giỏi. Ghê thiệt ghê thiệt. Ảnh chắc. Ảnh chắc. Tôi sẽ tăng lên rồi. Ăn gì ngon miệng nè. Ăn với người kế bên ngon miệng, mình cũng ngon miệng theo. Ngon. Cái người kế bên mình ăn mà ăn cà chẹt mình cũng mất hứng nữa, đúng không mọi người? Chị salam một cô. Chả một cô này cao. Giọt hay salam tôi hẹn bóc hay rồi. Khi buôn chua rồi. Giọt hay salam. Ê đứa kia em em. Cứ mang một cô xịt phôi. Mà chộp à. Cả chị sẵn một cô mà mà thơm mà xịt. Nè. Nước mắm chua ngọt cay mà ngon. Mewhan tamasu. Ở Hàn Quốc á, người ta đâu có ăn nước chấm chua ngọt giống như mình đâu mọi người. Ăn món ăn Việt Nam gỏi cuốn là bánh xèo này kia làm nước mắm chua ngọt á, cái người Hàn Quốc mới biết cái này nè. Nhưng mà thường ở trong nhà hàng người ta làm nước mắm chua ngọt nó không có bừa bỏ nhiều tỏi ớt giống như ở nhà mình làm đâu, không có đậm đà giống như ở nhà mình làm. Ở nhà mình làm cái mình bỏ gia vị nhiều á, đường chanh đồ tỏi ớt nhiều nó ngon cay. Mèo trời trời chan không đã chả phải lấy cái chén nước mắm chả chấm riêng gì nè mọi người, ghê thiệt. Bên Thanh Nam sốt tóc cạch theo y chang người Việt Nam luôn, không giống người Hàn Quốc miếng nào. Thanh Quốc hết. Hàn Quốc sẽ ra mày.
Mỗi lần tôi làm gỏi cuốn là phá dữ lắm. Phá nước chấm á mọi người. Cái gỏi nó ngon hay không là nhà nước chấm á đúng không mọi người? Được không? Massage mouth cho mẹ cô tem mình. Sốt sốt tem mình. Sốt tem mình. Mà chút. Quên lên, sốt tăng hay sao? Bên Nam sốt tăng. Sốt sốt mặn tới lên đây. Cứ mà nữ có chu mặn đi ảnh rồi. Chú cũng mặn. Nó mua giặc he. Hàn Quốc xa đàm quản lê hết. Hàn Quốc xa đàm chinh một cô một thế rồi. Nó mua giặc he một cô hàn xùy nương đây. Nước mắm cho kì. Chôm một cô số. Hàng nó mua chín anh đi cơ. Mãn đi ảnh rồi. Ở cái sức tăng mấy cái nhà hàng bán gỏi cuốn này nè mọi người, làm nước mắm đồ bánh xèo không thôi, làm nước mắm này nọ rồi đó, đâu có bỏ nhiều tỏi ớt đâu, ăn nó lạt nhát à. Ăn mà nó lạt nhưng mà đối với mình thôi, người hàng cho ăn được. Còn ông này không phải người hàng, cũng ăn nước mắm húp như đúng rồi. Ghê không? Ghê thiệt chứ. Trời ghê thiệt chứ. Ôi là trời ơi, giảm han. Itaka. Nguồn mạnh này một cặp thà. Húp cho dữ vô ngồi uống nước. Uống nước cho té khói luôn. Kiều tưởng là Kiều là cao thủ hút nước mắm mà gặp cha nội nàng dữ. À, chú cùng một cô. Chú cùng một thôi. Itaka một mảnh lọ. Cam ngon quá. Mẹ quên không tên mắt. Giờ bệt cả. Ừ. 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 Có chu mặn thì xin đi cậu. Húp cho đã đời giờ than cay đó mọi người. Ngon quá. Cũng bông theo lơ trường. Chả nói là ăn mau no quá. Chả quất nguyên mâm của người ta luôn, nói mau no. Đi đến kia ôm cho mà anh đi kêu thà một cô quê ẩm bê bú lơ. Quất hết mâm của người ta hỏi nghe sao bê bú lơ. Cơ thô mồ gồ. Mắt gì mắt. Bê bú lơ á. Chính chắc. Mà một kia. Chả no à, chả no lắm rồi. Cuốn này Kiều sẽ ăn. Bây giờ ăn hết cái mầm này luôn kìa kìa. Không mà sao 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 bánh bột rồi. Nè. 이제 지금 배 넣으면 아
Hết cái nước mắm, hết cái mầm gỏi cuốn luôn. Maestro. Ngon không? Ngon. Ngon nhiều, ngon nhiều lắm. Ngon nhiều lắm, ngon nhiều lắm. Quá trời ngon luôn mọi người. Lâu lâu ăn gỏi cuốn là ngon, đã thèm dễ sợ luôn. Thì cái video của Kiều ăn gỏi cuốn đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cái kênh video của Kiều nha. Nếu mà mọi người yêu thích hai vợ chồng Kiều á, và hãy nhấn like, share để ủng hộ cái ủng hộ hai vợ chồng Kiều và có thể theo dõi cái kênh video tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người, xin chào mọi người. Xin chào mọi người.